Hello, chào cả nhà mình ơi. Bây giờ là ôi bụi quá. Bây giờ là 12 giờ rưỡi ngày 27 Tết đây. Cả nhà em đang ở cái đường quốc lộ 30 từ Cao Lãnh đi về Vĩnh Long. Thì từ đây đến cái chỗ ngã ba An Thái Trung là còn khoảng hơn 5 cây số nữa. Và tới cái đường dẫn cao tốc mới từ Mỹ Thuận về Trung Lương á, cái cao tốc mới mà người dân miền Tây ngóng chờ miết á. Mà rốt cuộc năm nay ám ảnh luôn. Cái lối ra của nó gây kẹt xe quá trời luôn. Cái lối ra của nó là nằm trên quốc lộ 30 á, là cách An Thái Trung cho khoảng hơn cây số. Thì bây giờ em đang cách cái chỗ đó khoảng 3 cây rưỡi. Và cách ngã ba nói chung là 5 cây. Nói chung là đây cả nhà. Nó kẹt xe em từ lúc em đến đây tới giờ là 2-3 tiếng rồi. 2-3 tiếng rồi mà em đi chắc được khoảng chưa tới 100 m. Em dừng chỗ cái đây là vừa trái cây trọng hiếu gì nè. Đó thì sau hồi nãy giờ ngồi chờ là cái anh chủ anh mang cho mượn ba cái ghế mũ với một ký mận nữa. Và anh nhắn nhủ là anh nhắn nhủ thêm là ngồi đi tới mai mới đi được á, tại vì từ đây tới cái chỗ đó là nó đông quá. Thì thật sự là cũng không biết cái tuyến đường này nó đông như vậy mà đi đi tới đây thì giờ nói chung là ấy nè, thằng lẽ em đứng lên em quay tiếp cho cả nhà xem ấy chứ nó dài vậy nè. Đây cả nhà, đó, nó kẹt dài này, mình cũng không mấy người công nhân vì sao nữa, nhưng mà nghe mấy người đi ngược lại là nói là cái chỗ đường ra của cao tốc á nó gây kẹt xe, cộng với chỗ ngã ba An Thái Trung á là nó đèn xanh đèn đỏ nó khó khăn quá, mệt mỏi. Nhưng mà vui, Tết thì phải đi thôi, Tết thì phải đi lại đây. Đây xe em đậu đi luôn rồi cả nhà, đợi lâu quá rồi biết làm gì thôi, đậu xe luôn chứ đậu xe kiếm nhờ anh mua cơm giùm, ăn cơm xong rồi mình no bụng nữa mình đi tiếp chứ còn đói là đi là mệt lắm luôn á. Không biết nữa đó, nói là hồi là đi tìm thêm người nữa. Còn tới cây xăng luôn à? Cây xăng gì? Cây xăng ngay đây nè. Cây xăng đi bên tay tay trái này có bao nhiêu mét đâu? Ở đó cây xăng San Pedro de Max. Rồi thôi. Bye bye cả nhà nha. Ngồi đợi luôn cả nhà ơi.